xuân về gắn liền với hàng nghìn lễ hội mở ra ở nhiều địa phương trong cả nước. Không ai phủ nhận tính tích cực của lễ hội, đặc biệt là việc khơi dậy những nét đẹp văn hóa truyền thống của dân tộc. Tuy nhiên, những năm gần đây, dường như ý nghĩa thiêng liêng của lễ hội đã giảm đi ít nhiều trước sự xâm lấn của yếu tố xã hội hóa, thương mại hóa và các hiện tượng tiêu cực khác. Từ sáng sớm ngày 21 tháng 2, mùng 6 tháng Giêng, hàng vạn du khách từ khắp mọi miền đã hành hương về khai hội chùa Hương thuộc xã Hương Sơn, huyện Mỹ Đức, Hà Nội. Mặc dù trời mưa nhưng lượng người đi chảy hội vẫn đông đúc, có lúc gây nên cảnh hỗn loạn, quá tải. Thậm chí du khách còn treo tường, nhảy rào vì không còn lối để đi. Theo ban tổ chức, mùa lễ hội năm 2017, chùa Hương đón khoảng 1,5 triệu lượt khách với doanh thu bán vé gần 20 tỷ đồng. Từ ngày mùng 3 Tết đến nay, chùa Hương đã đón khoảng 150.000 lượt khách, trong đó riêng ngày khai hội, chùa Hương đón khoảng 50.000 lượt khách chảy hội. Tình trạng tương tự diễn ra ở lễ hội Đền Gióng, huyện Sóc Sơn, Hà Nội. Nghi lễ quan trọng nhất là phần dâng hoa tre, dâng trầu cau lên đền thờ Thánh Gióng. Rút kinh nghiệm từ những vụ xô xát, ẩu đả các năm trước, năm nay hội gióng được ban tổ chức đặc biệt lưu ý trong khâu bảo vệ. Đây là năm đầu tiên hội Đền Gióng bỏ tục cướp hoa tre, trầu cau. Tuy nhiên, hàng nghìn người dân vẫn chen lấn xô đẩy xin lộc trên đền thượng, khiến cho ban tổ chức vô cùng vất vả trong việc phát lộc giữ trật tự. Một hình ảnh không đẹp nữa đang diễn ra tại chùa Bái Đính ở Ninh Bình. Mặc dù có nhiều biển chỉ đường, các biển báo hướng dẫn nội quy cho du khách cụ thể, thậm chí có biển không sờ vào tượng Phật, nhưng tại nhiều lối lên xuống, du khách xếp hàng dài để xoa tay lên tượng La Hán. Bên cạnh đó, những chiếc âu đồng, những chậu gốm lớn, mõ, chuông trong chùa Bái Đính cũng vô tình trở thành nơi để người dân bỏ tiền lẻ công đức khi đi chùa đầu năm.